Ừ, vậy chứ. Chị hả? Phi lơ chị về chưa? Chị về rồi. Đưa em, chắc em chạy qua em lấy đỡ mấy hộp về, tại vì có khách chiều tới tư vấn mà em báo hai hai loại á, 7,5 triệu với lại 2,5 triệu mà bên em còn một loại á. Ok. Để mất công rồi họ hỏi nên loại mô lại mô đưa ra hai hộp giống nhau ấy, tôi quắc luôn. Rồi, Chạy ra lấy phòng. ok. Em ăn trưa chưa em? Chưa. Đói đói nặng bụng đau đó, nặng hơi đau đó. Thật cái tay nó rụng người trời. Đào chai nước mắt.
bụng bên đây kêu rồi nè. No hay đói gì mà kêu ấy. Mới ăn sáng rồi kêu. Mình kêu no quá. Trời đang kêu đói. Giờ này đâu. Trời. Không bài. Tưng tưng. Chào cha. Chị đau dõi.